Rồi chào anh em nha. Vừa giao chiếc Sachia trắng đỏ full zin xong, bây giờ là mình đi giao chiếc Sibo 99. Sibo 99 full zin, xe khách Bình Phước đặt yêu cầu nha anh em. Full loại 1 40 triệu. Nay bây giờ mình đang trên đường đi nha. Dầm mưa vượt bão, mang niềm đam mê tới tận nhà cho anh em. Anh em nào mua xe có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha anh em, 0977 896 908. Mua bán xem xe trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa cứ nổ cọc Hiếu ship tận nhà. Tiền phí ship là bên khách chịu nha anh em, Hiếu chỉ hỗ trợ thôi. Rồi mình đang trên đường đi nha anh em ơi. Sibo 99 bánh Raider, để trước sau full zin. Rồi tạm thời chào anh em nha. Tới nhà rồi mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Nhắc lại anh em là mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha anh em, 0977 896 908. Rồi chào anh em nha. Rồi giao Sibo 99. Rồi giao Sibo 99 cho anh em Bình Phước. Rồi 99 full zin 40 triệu cho anh em, khách Bình Phước đặt theo yêu cầu. Máy móc bọc bao êm. Zin ru. Rồi